Chào mừng các bạn đã đến với review xà lơ. Tập hôm nay mình sẽ nói về cuộc đại chiến giữa team rùa bong gân do Thế Anh cầm đầu với team Miên Trinh tại giải đấu Samsung thể thức BO1. Đội hình gia quân của team rùa bong gân gồm toàn những gương mặt băm trợn trong cộng đồng Valorant, có thể kể đến như Leo Bạc, Hữu Nghĩa, Lin X và Damit 2K. Còn đối thủ của team rùa bong gân thì toàn cướp. Ở ngay round mở màn, nội bộ team rùa bong gân đã xảy ra lục đục khi Hữu Nghĩa mất mẹ tiếng game, chơi điện tử trong trạng thái bị điếc. Lin X thấy thế liền hỏi Leo Bạc. Anh Leo kêu đang kề mít, nhưng địch đẩy mẹ mít, móc hai anh em thấy anh và Lin X, anh Leo lại không biết. Chưa gì ngay round Piston nội bộ đã lục đục, anh em mất tình đoàn kết. Bằng sự khéo léo của mình, anh Leo vẫn có thể tẩu thoát khỏi loạt đạn của địch, để chạy về với vòng tay của Hữu Nghĩa. Xin máu xong Leo và quyết định đi trốn, kệ mẹ team luôn. Đúng là có ăn tìm đến có đòn tìm đi, lúc yếu mới nhớ tới anh em. Mặc dù đã thí cả team, nhưng anh Leo bắn như đuổi bầu, toàn bắn vào hư không, xong cuối cùng chết chay, team bạn dễ dàng chiến thắng. Sau khi thua tụt quần ở mấy round đầu, đến round có súng to, anh Leo Bạc giơ tay phát biểu. Mình tư tư duy ngược đấy, công thì mình thủ. Được. À, mình tư duy ngược đúng không? Ok anh Leo nha. Thủ thì mình lại công. Hợp lý. Với chiến thuật được đưa ra đến từ bộ não thiên tài Leo Bạc, anh em quyết định là ngồi ỉa kê đẩy. Và đúng như thiên tài Leo Bạc dự đoán, đội bạn khi thấy team mình có Leo Bạc định chủ quan đẩy ra. Nhưng không ngờ là bên mình đã bày binh bố trận sẵn sàng đợi địch vào lưới. Tóm cổ ngay được hai cháu thích đi đẩy. Sau khi có lợi thế, anh em cùng nhau chạy về B tổng tiến công. Khi biết trong B chỉ có mình Cypher, bên mình còn hàng tỷ đồ chưa dùng do trước đó chỉ ngồi kê đẩy. Còn team bạn thì rơi vào trạng thái hoảng loạn khi mất đi hai chủ lực chính, nhất là khi Damit còn dùng cả ulti. Tình thế là 3-1, nhưng bên mình vẫn không vào, cứ phải chơi cẩn thận. Thế anh liền hồi máu cho Damit một nhịp, rồi sau đó anh em cùng nhau xông vào. Khi biết người cuối team bạn ở backside, quân ta bò trườn cùng nhau không gây ra tiếng động nào, đội bạn thì rơi vào hoảng loạn. Thế anh bóp thêm con chim nữa cho chắc, và đó là round thắng đầu tiên cho team rùa bong gân. Sau khi sử dụng chiến thuật của Leo Bạc hiệu quả, lần này anh em tiếp tục ta tích rùa bong gân. Chó đi trước người rào bước theo sau, anh em đảo trái đảo phải khiến team bạn hoa hết cả mắt. Cứ nhấp nhả, nhưng đéo ai chịu đi đầu cả. Thấy tình hình không ổn, thế anh liền gọi ngay người em Hữu Nghĩa của mình đi giao mình cho đồng đội. Hữu Nghĩa đành chấp nhận phận làm chó, đi đầu lấy thông tin. Nhưng ối rồi ôi, địch nó vả cho hai phát vào mặt Hữu Nghĩa và Damit. Tội nhìn đều đội bạn, thế anh bóp ngay con chim ra để đổi mạng, rồi cầm ngay quả sở pai nhảy cổng về A hội quân với Lin X. Lin X thấy thế anh nhảy cổng thì cũng biết bom B đã hết cơ hội, không thể vào được, nên đành gọi Leo Bạc về để sờ mốc đánh A. Anh em hút cổng vào bom A, ngó trái liếc phải đảo qua 3 lượt không thấy ai. Anh em đoán địch ở sau sờ mốc, nên thế anh tự tin cầm quả sở pai trong quần ra để đặt fake. Nhưng ôi thôi, vừa hạ quả sở pai xuống, nhất thống 2K vác nguyên quả B52 dã vào đít thế anh. Team mình trở nên hoảng loạn, tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nẻo và cuối cùng để thua. Thua round quan trọng anh em rơi vào trạng thái hết tiền. Hữu Nghĩa thì loi nhoi vác khẩu xe zip ra mít đấu với Ma Vương 2K, bị vả cho lủng răng, tội láo nháo với pro player. Ra đấu tay với bro. Mẹ à mày, thằng này nghĩ là điên rồi. Leo Bạc thấy team bạn gấu quá, đành thí luôn cả Lin X. Đẩy ra anh Leo. Đẩy thì anh đi được sát được. Ơ kìa. Thế anh chỉ biết lắc đầu, đéo hiểu vì sao trong team mình đã có Hữu Nghĩa rồi, giờ lại có thêm cả Leo Bạc, đúng là Bắc Hữu Nghĩa Nam Leo Bạc, team nào có một trong hai người này sẽ đéo bao giờ thắng. Mà được cái, team rùa bong gân lại có cả hai ông tướng này, nên đành chấp nhận thôi. Sốc lại tinh thần, thế anh quay trở lại với Damit. Damit rất may bú được khẩu van đồ do team bạn để rơi ở mid. Thế anh tay vừa loạn choạng, cầm được khẩu C-Zip thì địch áp sát, bắn cho lòi đèn pha, Damit giạt ra bật mót gánh kèo, vả ngay vào mồm hai khu cậu bên team bạn, đưa tình huống về là một đấu một. Đối thủ bên kia của Damit là Miên Trinh. Do vừa có thông tin Miên Trinh ở A, nên Damit rất nhanh đã chạy về bom B để hạ quả sở bay xuống. Một cuộc đối đầu rất căng thẳng, khi trước đây Damit và Miên Trinh đã từng là đôi bạn thân. Giờ đây hai người lại ở hai đầu chiến tuyến, chĩa súng vào mặt nhau. Không biết cuộc đối đầu này ai sẽ là người chiến thắng sau cùng, chúng ta cùng xem nhé. Như một chắp gơn thực thụ, Miên Trinh răng ra thiên la địa võng ở bom B nhằm chắp anh Damit. Nhưng Damit rất tỉnh và đẹp trai, liền phá ngay cái chắp của Miên Trinh, sau đó luồn lách như một con rắn, chui tọt vào Ebo mà không để lộ một tiếng động nào, nhấp nhả một nhịp và sau đó là một pha táp nghệ thuật vào mồm đối thủ, khiến Miên Trinh gặp bất ngờ, không kịp trở tay thay quần áo. Round tiếp theo, cả team quỳ xuống để xin Nghĩa không ra tự sát ở mid. Thì Nghĩa đi cùng đồng đội đi, đừng kêu một mình. Đừng có đi lẻ và bây giờ mình yếu, mình lại chơi. Em Nghĩa, mà. Em Nghĩa làm pro player mà. Anh em lại chơi theo ta tích Leo Bạc, ngồi ỉa, đợi địch ra, tất cả tập trung kê đẩy, miễn là Hữu Nghĩa không ra xin chết, thì game trở nên dễ dàng hẳn. Địch lần này đã cẩn thận hơn lần trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con quái vật Damit. Damit dùng luôn ulti thì biết địch ở A đông. Anh em hành quân chạy tụt quần về bom B tìm bạn. Đối phương rơi vào trạng thái bối rối khi quân ta lúc ẩn lúc hiện như ma quỷ vậy. Sau khi chạy rẽ khói từ A về B, anh em tụ họp ở hút ca đợi nghe chỉ thị từ đội trưởng Lin X. Đội trưởng Lin X bớ ngay được nhất thống 2K, lại đưa ra chỉ thị chuyển hướng về A. Team ta chạy ma ra tông khiến team bạn đéo biết đường nào mà lần lừa trong lừa, làm sao team bạn có thể đoán được.
Mỗi tội đang chạy đến nửa đường thì mới biết địch ở A vẫn còn Pina đang canh ở mid. Pina trả ra quả lừa, anh em ngọng con mẹ nó luôn. Cả đoàn tàu phanh kít lại, quay đầu rẽ khói về bom B. Anh leo vặc tay thì cứ lăm lăm cầm iPad đi bộ vuốt dâu, trong khi Damit bò vào tới mẹ căn cứ tim địch rồi. Damit chết cái hô anh em hút cổng bom B khi trong site chỉ có một thằng địch. Bốn anh em như xe tăng mất xích, lao một đường từ hút ca vào bom B của đối phương. Linh X đi đầu vác khẩu ốp tóm ngay được Miên Trinh. Anh em đi phía sau chạy rẽ con mẹ nó khói. Khi Bring Stone, team bạn dùng ulti, biết người cuối ở sau quả sờ mốc. Anh em nhồi cho đống đồ vào mồm, từ lửa của Leo Bạc đến sờ lâu của Hữu Nghĩa, cứ nhồi ra liên tục, khiến Pina bên bạn khóc thét. Thế anh cẩn thận cho thêm con chim vào mồm em Pina. Hữu Nghĩa chỉ việc ra nhặt ngay Pina cho vào trong túi. Ôi giời ơi Pina, cho vào trong túi. Trời ơi. Bắn có thể thua, chỉ riêng khoản gáy thì team rùa bong gân nhận top 2, đéo có đội nào dám nhận top 1. Round sau team rùa bong gân chuyển hướng đánh A nhanh, địch cho đống đồ vào mồm, anh em thân ai thằng nấy lo, khôn thì sống ngu thì chết, mỗi ông tìm một góc trốn thật kỹ để thí đồng đội. Anh em kêu Nghĩa Tường đặt bom, nhưng Hữu Nghĩa Tường con mẹ nó lại mít cho chắc cốt, xong vào site không có tường để dựng, Z team bạn thì móc tới nơi, cả team cứ như rắn mất đầu. Nằm ngửa liên tội, chỉ còn lại Hữu Nghĩa. Trong cơn hoảng loạn, Nghĩa định cứu Damit dậy, nhưng Damit thất thanh kêu đừng. Và thế là cả team thua với pha xế ổn lòi lìa của Hữu Nghĩa. Round sau anh em ngồi mẹ ở nhà kê cho chắc cốt. Khi biết team bạn hung hăng đi đẩy ở bom B, anh em bắn nhau trí chóe, kẻ sống người chết để có thể ngăn chặn địch. Anh Leo thì vẫn đi bộ vuốt dâu ở mid. Khi tình huống đưa về một đấu một, anh Leo vặc chạy lon ton vào A khi biết trong A không có Miên Trinh, đóng ngay hai quả sờ mốc để phòng chống Miên Trinh móc tới nơi. Sau đó anh Leo chạy về City đặt spike. Leo Bạc hách não đối thủ bằng cách di chuyển ngược lại, một pha xử lý 200 EQ đến từ Leo Bạc. Di chuyển như thế này thì làm sao mà Miên Trinh đoán được, đặc biệt là khi anh Leo trước đó đã bồi thêm hai quả sờ mốc để che tầm nhìn Miên Trinh. Ngồi đợi một lúc thì địch cũng di chuyển tới đúng như dự đoán, Miên Trinh không hề check góc anh Leo, và thế là một chiến thắng dễ dàng dành cho team mình. Round sau, anh em rùa bong gân thực hiện chiến thuật fake B để về A đánh cho nó thế giới. Anh Leo đi đầu cầm sờ pai đặt như kiểu nhà của mình vậy, người em Hữu Nghĩa đóng ngay cho quả tường. Gì đây? Ơi. Tiễn biệt hai ông anh Leo Bạc và thế anh 96 lên thiên đường, quả tường gà không lối thoát, chạy đâu cũng hẹo. Linh X đẩy về City, lưỡng thọ đều có địch, không biết chạy đâu cho hết nắng, cố hết sức cũng chỉ đổi được một, trước khi nhất thống 2k đến dã quả tên lửa siêu to vào mồm. Damit thì vẫn đang đợi Hữu Nghĩa đi móc, nhưng sau lưng có ngay Ma Vương 2k đang nhìn Damit đầy yêu thương thắm thiết. Hữu Nghĩa móc đến nơi thì team chết mẹ hết, cộng thêm quả tường âm phủ, đóng mẹ hòm cho team mình, một round thua bằng thực lực đến từ team rùa bong gân. Sang bên thủ, Linh X bắn kẹp với Leo Bạc, hai anh em trao đổi với nhau kiểu ui, anh đừng có chạy. Những tiếng thét thảm thiết vang lên, Linh X gọi nhưng anh Leo Bạc không nhấc máy. Và vẫn như mọi khi, hai anh em chết ngửa rái ở trong site. Một pha phối hợp thế giới động vật đến từ anh Leo Bạc. Thế anh thì bị địch truy cùng giết tận, chạy rất nhanh nhưng vẫn không ăn thua. Tình thế đưa về 2-5, Damit 2k kẹp cùng Hữu Nghĩa. Những tưởng mọi thứ sẽ hết nhưng Hữu Nghĩa lại thắp lên hy vọng. Một màn song sát đến từ Hữu Nghĩa và Damit đã khiến team bạn trao đảo. Hữu Nghĩa đi đến đâu team bạn ngã đến đấy. Một pha đánh mất chính mình đến từ Hữu Nghĩa, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy. Đến pha xử lý cuối cùng, Hữu Nghĩa đã trở lại làm chính mình. Với pha dựng tường vào thằng mặt địch, team rùa bong gân thua luôn round Piston. Đến round sau, team bạn đánh B nhanh, tưởng rằng bom B thất thủ, ai ngờ Hữu Nghĩa cầm sóc lọ bắn thẳng mồm nhất thống 2k, đem lại cơ hội cho team mình. Anh em bom A chạy rẽ khói về cứu B. Thế anh rút ngay con chim trong quần ra, dọa đối thủ. Ai ngờ lao qua sờ mốc bị công an team bạn tóm, đành phải chấp nhận thôi. Team địch chủ quan khi biết team mình súng bé, liền đẩy lên hốt mạng. Ai ngờ gặp ngay anh Nghĩa Hải Phòng, tay cầm hoa cải trấn thủ Ebo. Team bạn cứ vào là Hữu Nghĩa đón, sóc lọ bắn liên tục vào mồm. Phía sau thì có Damit 2k yểm trợ, như hổ mọc thêm cánh. Anh Leo Bạc thấy anh em bắn xông quá, đẩy qua sờ mốc, gặp ngay địch ngồi kê, chết chồng mẹ dái. Linh X cẩn thận đi sau, đát vào quả sờ mốc để quẩy, nhưng cũng bị bớ, nhưng rất may là vẫn còn Damit 2k, di chuyển một vòng khiến địch đéo biết đâu mà lần. Một pha xử lý 10 điểm của Damit giúp team có một chiến thắng, round yếu súng. Lần này đội bạn tổng tiến công bom A, nơi có anh Leo Vặc trấn thủ. Anh Leo thấy địch như thấy quỷ, chạy đầu tiên. Anh em ở B thấy thế bách về cứu anh Leo, nhưng vẫn chậm một bước. Cụ Leo vẫn đi đúng giờ, để lại cháu Linh X bơ vơ trong site. Nhưng rất may vẫn còn Hữu Nghĩa, lại một lần nữa Hữu Nghĩa đánh mất chính mình và bom bóp vào mồm nhất thống 2k với Ma Vương 2k. Thế anh 96 thấy chiến sự trở nên căng thẳng, liền đẩy ra bắt được Cypher team bạn, tình thế trở thành 3-1. Nhưng do Hữu Nghĩa đang có hồi sinh, sợ không được dùng, liền lon ton chạy lên tầng 2 cứu em Damit. Một pha xử lý rất đồng đội như phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Mỗi tội sai mẹ kịch bản, lại chuyển từ phim tình cảm sang phim kinh dị khi cả hai anh em đều chết chồng rái ở lầu 2. May là Linh X đã kịp sửa sai cho Hữu Nghĩa để đem về chiến thắng cho team. Round cuối cùng, địch lại làm quả húc cổng vào A. Anh Leo Bạc răng ra thiên la địa võng bằng những quả sờ mốc, nhưng có vẻ cũng không ăn thua khi team bạn quá đông và hung hãn. Thế anh vừa chạy về đến A, đã thấy địch gửi lời chào bằng những viên đạn vào mồm. Còn Hữu Nghĩa thì vẫn đang say sờ mốc, do anh Leo Bạc trả, cầm mỗi khẩu hoa cải trên tay, nên cũng no hope. Một trận đấu cống hiến,
của team Rùa Bong Gân khi thắng được 7 round trước một team toàn pro player. Anh em thấy hay đừng quên để lại một like cũng như một subscribe cho kênh Thế Anh 96 nhé. Bạn giờ thì sống với cách sống xa hoa lắm tiền. Bạn từng câu nói đã có uy của người thành công, nhưng không bao giờ nhớ đến anh em ta từng sống chết. Bạn bè như thế nào xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó có điều thuốc chung nhau nữa mà. Giờ giàu sang đã quên những khi cơ hàn cùng nhau. Ngày xưa ta cùng chí hướng, hôm nay chúng bạn thấy bước. Đồng tiền dễ nói chỉ khiến anh em bây giờ chia đôi.